Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo dành cho bé. Đó là mình sẽ nấu cháo thịt gà và rau cải bắp. Ở đây là mình sử dụng thịt gà một miếng nhỏ vừa đủ một chén cháo mình đã băm nhuyễn. Ở phần thịt gà này thì mình sử dụng cái phần thịt ở chỗ ức gà để thịt được mềm, không bị dai. Một chén cháo đặc mình đã nấu sẵn. Rau cải bắp mình rau này thì mình cải bắp mình đã luộc chín và mình băm nhỏ. Mình lựa rau cho bé ăn thì rau cải bắp mình chỉ lấy phần lá mềm, mình không lấy cái phần cái cuống cứng nhé, vì là cái phần cọng nó thì nó rất là cứng. Mình chỉ lấy cái phần lá mềm và mình luộc nhừ. Đây là phần nước, nước mình luộc rau cải bắp mình sẽ để nấu cùng với cháo. Tại vì cháo của mình nấu cháo đặc nên mình sẽ lấy nước rau để mình nấu cùng để cháo của mình được ngọt hơn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nấu cháo cho bé nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cái phần là nước luộc rau mình cho vào trong nồi. Phần thịt gà mình sẽ cho đây vào đây một xíu nước để mình tám cho thịt gà không bị bón cục khi mà mình nấu. Thank you.
món cháo thịt gà và rau cải bắp dành cho bé này thì mình hy vọng đã bổ sung vào thực đơn ăn dặm của các bé thêm một món cháo. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ và các bé ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình và để nhận được những video mới nhất thì xin mời các mẹ đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào các mẹ.